Bà cứ chỉ em giá hay sao? Hả? Cũng ông Nhị á, ông cái kỳ ông cũng lấy ông đi tìm mộ cho ông anh của ông bà con gì ba bác sĩ Hoàng bên Đồng Nai á, cũng vậy á, cũng nhờ ông nào đó cũng làm bên bên đây đốt đốt đốt, đốt nhang bên đây, rồi đốt đốt đèn ở đây luôn, rồi tắt hết.
giờ nó nói em qua đây em cứ kiếm bên kia. Cả nó đến chút nó xuống.